trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay là tổ trọng tài Qatar, với trọng tài chính là ông Saud Al Abda và trợ lý trọng tài là ông Zahi Asramari. Sẽ là một lời cảnh tỉnh với hệ thống phòng ngự của Thái Lan. Có lẽ sẽ có thẻ vàng cho cầu thủ đội tuyển Việt Nam. Người đang nằm sân bên phía đội tuyển của chúng ta là Tuấn Anh. Còn người bị đau bên phía đội tuyển Thái Lan là Teresin Dangda. Pha va chạm khá mạnh giữa Dangda và Tuấn Anh. Bất ngờ khi trọng tài đã dành cho Tuấn Anh chiếc thẻ vàng ở tình huống này. Quả thật đó là một quyết định rất nặng tay với tiền vệ của chúng ta. Nhưng Quế Ngọc Hải là người đã có mặt kịp lúc để ngăn chặn pha đột phá của Suwa Chok. Văn Toàn, tình huống phạm lỗi với Văn Toàn. Đây là một tình huống mà chúng ta hoàn toàn có thể triển khai một pha phản công. Và như nếu như nặng tay hoàn toàn sẽ phải có một chiếc thẻ dành cho Fitiwat. Đây sẽ là những pha bóng mà chúng ta sẽ thường xuyên được chứng kiến ở trận đấu ngày hôm nay từ phía Văn Toàn và đội tuyển Việt Nam. Rất đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả. Nhưng vừa rồi là một đường chuyền không tốt. Phạm lỗi rồi. Sarang Nguyen đã có tình huống phạm lỗi với Tuấn Anh. Đội bạn cũng rất hiểu ngòi nổ Tuấn Anh. Terathon Bunmathan. Văn Toàn rất nhanh. Lực rất lớn của Văn Toàn. Đã có lỗi của Terathon Bunmathan. Hành vi rất phi thể thao của Terathon Bunmathan sau khi số 3 này ngã đã cố tình cao chân để ngăn cản một tình huống phản công. Rất hay, bước bộ tốt. Một pha xử lý của Quang Hải. Và nếu như trọng tài quan sát kỹ hơn, đã có hành vi tiểu xảo. Cần phải có được sự bình tĩnh. Trận đấu đang rất nóng. Thẻ vàng cảnh cáo đối với huấn luyện viên Mano Polking của đội tuyển Thái Lan sau phản ứng thái quá với Quế Ngọc Hải. Và ông cũng đã di chuyển ra khỏi khu vực dành cho các huấn luyện viên. Để cảnh báo đầu tiên dành cho huấn luyện viên của Thái Lan. Và đây là những hành động của huấn luyện viên Park Hang-seo bên phía đội tuyển Việt Nam chúng ta. Rõ ràng là phải có một tấm thẻ đỏ dành cho Terathon Bunmathan ở tình huống chơi cùi trỏ với Quang Hải. Chúng ta có thể thông cảm với phản ứng của Quế Ngọc Hải. Có vẻ như đã có lỗi. Văn Toàn đã ngã trong vòng cấm của đội tuyển Thái Lan. Tình huống mà Narubadin ở ngay phía sau lưng Văn Toàn. Chúng ta theo dõi lại pha bóng này. Chúng ta có một tình huống chưa tiểu xảo của Narubadin từ phía sau Văn Toàn hay chưa? Đường chuyền dài của Hoàng Đức. Và đây là lúc Văn Toàn cần phải thể hiện được khả năng của mình. Thẻ đỏ chắc chắn. Là một tình huống thẻ đỏ. Không thể khác được. Vukron đã bỏ khung thành băng ra để có một tình huống phạm lỗi rất lộ liễu với Văn Toàn của chúng ta. Một tình huống mà chúng ta có thể ghi bàn thắng và không hiểu tại sao là trọng tài chính lại không rút ra một chiếc thẻ đỏ trong một tình huống phạm lỗi cực kỳ rõ ràng. Một sự bất công, chắc chắn là như vậy. Rất nhiều lần kể từ đầu trận đấu đến giờ, trọng tài đã không hoàn toàn chính xác, bỏ qua tương đối nhiều lỗi đánh nguội. Nhưng lần này thì không thể không lên tiếng với một tình huống phạm lỗi như thế này. Teresin Dangda không vượt qua được Duy Mạnh. Đá phạt dành cho đội tuyển Việt Nam. Dangda đã phạm lỗi với Duy Mạnh ở tình huống trước đó. Những cuộc chiến nảy lửa ở khu vực giữa sân. Chơi tiểu xảo với Tuấn Anh. Rất tốt, cơ hội Hà Đức Chinh. Quang Hải không vào.
Một ngày là cơ hội. Cơ hội. Không biết nói gì nữa. Một ngày phải nói là quá đen đủi với Quang Hải. Lần trước là cột dọc, lần này là xà ngang đã từ chối những tuyệt phẩm của số 19 bên phía chúng ta. Pha đẩy bóng cho Quang Hải. Quang Hải. Đó là một phát chọc khe nhưng Việt Vị mất rồi. Anh Trình đã Việt Vị. Hướng chuyền bóng quan sát rất tốt của Quang Hải. Manuel Bia và thủ thành bên phía Thái Lan vừa trao đổi với nhau một điều gì đó. Và đây là tình huống phối hợp tốt. Không hề Việt Vị. Chưa Việt Vị. Tình huống chuyền bóng phải nói là cực tốt và đúng nhịp của Quang Hải. Trọng tài đã chỉ tay vào chấm phạt đền sau tình huống can thiệp của Duy Mạnh với cầu thủ của đội tuyển Thái Lan. Sau pha va chạm thì cả hai cầu thủ đều bị đau. Đó là Duy Mạnh và Subhachai. Xuân Mạnh đã vào sân thay Đỗ Duy Mạnh bị chấn thương. Trung vệ Bùi Tiến Dũng cũng đã không thể góp mặt. Cơ hội, Quang Hải đứng chọc khe. Quang Hải đang ngã. Trọng tài đứng rất gần nhưng đã không cắt còi. Phút bù giờ thứ 3. Chúng ta vẫn đang liên tục gây sức ép. Bóng chạm tay rồi. Bóng chạm tay. Vẫn không có tiếng còi nào vang lên. Chỉ trong vòng khoảng chưa đến 30 giây. Ta cùng xem lại những tình huống này. Đây là pha bóng. Chắc chắn đây phải là một quả penalty. Đã có lỗi đẩy từ phía sau rất rõ của Tristan Đỗ với Quang Hải. Còn đây là tình huống chạm tay sau đó. Tình huống mà Quang Hải bị đẩy ngã xứng đáng phải là một quả penalty.